Là 2 năm rồi, có thường xuyên coi như là gặp gỡ bạn bè của nhau không? Thế là bạn bè của em là có ấn tượng gì về với anh này không? Dạ, ấn tượng là ấn tượng xấu. Hai bạn chung phòng với em là em dẫn đi ăn để đi chung để ra mắt nó, có thể mày chấm thử được hay không. Đi ăn xong về thì kêu là mày bỏ cho tao, không quen nữa. Tại sao? Nói là gì keo kiệt, rồi nhìn mặt là không có ưa. Keo kiệt là sao? Bữa đó ai trả tiền mà hôm người ta keo kiệt? Dạ bữa đó là chồng em trả tiền. Chồng trả tiền mà sao trả gọi tiền ta là keo kiệt? Ta keo vậy. Nhưng mà hôm đó còn đi mấy tăng chị. Em trả hết. Chồng em về, chồng em kêu là ủa tụi các em á, đi là chỉ biết là cứ đi là chắc chắn là đàn ông trả hả, chứ tụi em không có ý định là ví dụ như xe hoặc là phục anh á. Dạ. Nhưng mà do hồi giờ thì thật sự là gọi là lady first á, toàn là mấy anh cứ bao cho mình không mà mình quen rồi ạ. Lady first là phụ nữ phải trả chứ. Lý do gì không nghe lời bạn mà cắm đầu vô lấy anh này? Em có một cái suy nghĩ là lúc đó, bởi vì em quen là em xác định là quen là cưới. Em cũng có nói với bạn em kệ mấy ông kêu như vậy, nay mai về không có lấy tiền cho gái ăn được. Đó. Cho Dễ sợ không? Rồi nó nghe nè, có bao giờ mà keo kiệt đến nỗi mà không bao giờ mà tặng quà cho vợ không? dạ hầu như là không. Chào hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Mời hai em giới thiệu về mình. Em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận ạ. Em là Nguyễn Mạnh Hưng, năm nay 32 tuổi. Hiện tại em đang làm nhân viên của công ty hàng không Vietjet Air. À vậy hả? Mời em. Dạ, lời nói đầu tiên là cho em xin chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và chào các khán giả đang xem đài. Em tên là Nguyễn Bảo Tuyết Hồng, năm nay em 30 tuổi. Hiện giờ em là kinh doanh tại nhà. Hai đứa lần đầu tiên gặp nhau và quen nhau làm sao nè? Em quen vợ em qua giới thiệu của một người bạn học chung với em thời Trời cấp 3. xa quá. Bạn đó cho số điện thoại thì hai đứa có liên lạc qua lại. Có một dịp là em có về quê có công việc thì em mới rủ vợ em về quê. Ủa về quê em hả? Hai Dạ đứa có vâng đúng cùng rồi quê về. không? Dạ Dạ không không ạ. ạ. Vậy hả? Đó là lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng Có mà nghĩa là quen qua mạng. Dạ Rồi vâng. cái lần đầu tiên gặp gỡ cũng là lần đầu tiên mà Rủ về quê luôn. về quê luôn. Dạ vâng. Ồ nhưng Trời, mà là các sao bạn em gan khác quá kiếp với vậy? nhau. Để em minh chứng một tí. Có nghĩa là anh rủ về quê, mình cũng hỏi là có ai về hay là chỉ có em anh thôi. Nó anh rủ cũng nhiều bạn về lắm, trai có, gái có. Mà lúc đó là anh ở bên quận 12, em ở quận 8. Xa quá. Mà em tưởng là anh chắc cũng nhiệt tình chạy qua chở mình. Vậy mà không ngờ anh lại nhờ bạn của anh chạy qua chở mình. Nhiệt tình ghê luôn. Dạ. Cái đó là cái ấn tượng đập vào mặt là xấu luôn. Nhưng mà Đúng lúc không? mà lần đầu tiên em nhìn thấy ảnh ở ngoài đời đó thì em có ấn tượng gì về ảnh không? Mê liền anh. Là tướng cao to đẹp trai, nói chung là nhìn là thích. Rồi tao làm cho hãng không mà. Còn em thì sao? Và em hồi đó là tướng mảnh mai lắm, thân hình mảnh mai dễ thương lắm, nói chuyện nhẹ nhàng, tóc dài. Em gặp em cũng mê luôn gì, có mê luôn không? Dạ Gặp vâng, phát mê luôn hai đứa. hình như là bản tính có sẵn. Nhưng mà khi em chit chat ở trên mạng là em đã thấy mặt cô này rồi đúng không? Dạ vâng, Thấy thấy hình ạ. ảnh rồi. Có nói chuyện qua giọng nói trong điện thoại dễ thương lắm. Tụi em yêu nhau là mấy năm rồi, cái thời điểm đó là cách đây mấy năm? 2013 ạ. Wow, gần 7 năm rồi á hả? Như vậy là hai đứa quen nhau quá lâu rồi. 2013 xong thì tới 2020 cuối 2015 thì bắt đầu vợ chồng em mới làm đám cưới. Có nghĩa là 2 năm. Rồi có thường xuyên coi như là gặp gỡ bạn bè của nhau không? Thế là bạn bè của em là có ấn tượng gì về với anh này không? Dạ, ấn tượng là ấn tượng xấu. Hai bạn chung phòng với em là em dẫn đi ăn để đi chung để ra mắt nó, có thể mày chấm thử được hay không. Đi ăn xong về thì kêu là mày bỏ cho tao, không quen nữa. Tại sao? Nói là gì keo kiệt, rồi nhìn mặt là không có ưa. Keo kiệt là sao? Bữa đó ai trả tiền mà hôm người ta keo kiệt? Dạ bữa đó là chồng em trả tiền. Chồng trả tiền mà sao Trả gọi tiền ta là keo người kiệt? ta keo vậy? Nhưng mà do Hôm đó còn đi mấy tăng chị. Em trả hết. Chồng em về, chồng em kêu là ủa tụi các em á, đi là chỉ biết là cứ đi là chắc chắn là đàn ông trả hả, chứ tụi em không có ý định là ví dụ như xe hoặc là Phục anh á. dạ. Nhưng mà do hồi giờ thì thật sự là gọi là lady first á, toàn là mấy anh cứ bao cho mình không mà mình quen rồi ạ. Lady first là phụ nữ phải trả chứ. Lý do gì không nghe lời bạn mà cắm đầu vô tiếp tục lấy anh này? Em có một cái suy nghĩ là lúc đó, bởi vì em quen là em xác định là quen là cưới. Em cũng có nói với bạn em kệ mấy ông kêu như vậy, nay mai về không có lấy tiền cho gái ăn được. Đó. Cho Dễ sợ không? Rồi nó nghe nè, có bao giờ mà keo kiệt đến nỗi mà không bao giờ mà tặng quà cho vợ không?
Dạ hầu như là không hề có một món quà nào luôn. Không có quà luôn. Đúng rồi. Dạ thực ra thì về tư tưởng về ăn uống tiền bạc này nọ em cũng thoáng lắm. Nhưng mà về cái chuyện yêu đương về tỏ tình với bạn gái ấy, thì em cũng hơi khô khan về cái đó nên là em không có được chu đáo như những phải chăng là vì em không để tâm đúng không? Dạ, dạ vâng. Nhưng theo suy nghĩ của em là thôi, vợ yêu rồi tặng quà cũng thế. Rồi nhưng mà sau đó thì tình yêu của các em nó tiến triển như thế nào? Thì trước khi đấy là em có nghe là bố mẹ Hồng là không thích người Bắc. Nó ra ngoài em ra ngoài đấy rồi vài hôm bố vợ coi như là kết em say đắm luôn. Say đắm luôn. Ngoài đó là bố vợ em là nhậu dữ lắm. Nhậu từ sáng đến chiều được. Ra đó em tiếp được em khóa tiếp em được, kết cho lắm. Nên là say đắm luôn. Dạ. Khóa cho đó. Dạ đúng. Dạ. Thì trước khi cưới hai bạn có sống chung với nhau không? Dạ có. Em có đọc được một cái câu là anh nói chuyện là anh nói là anh cưới vợ là cưới vợ cho mẹ. Anh muốn coi thử là trước khi cưới là người đó như thế nào. Anh cũng nói với bạn anh là con này được, ngoan hiền dễ bảo. Dạ. Đấy. Em đọc câu đó em sao sốc không? Mẹ ảnh thì cũng là người của gia đình phụ nữ đảm đang rồi này nọ đó, cho nên là em cũng quý. Cho nên cũng không có buồn gì đúng không? Dạ. Cũng vui vẻ rồi hai bên. Có nghĩa là ông khảo sát rồi. Trước sống thử là không phải là vì cái chuyện kia mà sống dạ. Thử là để coi cô này có công dung ông hạnh hay đó. Không. Dạ, dạ đúng lắm rồi. Đúng không? Dạ, dạ. Nhiều người đàn ông mỗi một cái kiểu họ có một cái quan điểm khác nhau. Dạ. Thế thì bây giờ sau khi về rồi á, sống thiệt với nhau rồi làm đám cưới rồi thì em có thấy là cái khảo sát của em là chính xác không? Thế bây giờ em vẫn tâm đắc với cuộc khảo sát của em. Thế à? Không hoàn toàn chính xác luôn. Dạ. Vậy có nghĩa là bạn này là không có tật xấu gì đúng không? Vợ em thì chỉ có mỗi một cái tật là hay khóc thôi. Em còn dạ, nhớ ví dụ như một cái chuyện gần đây nhất, vợ em có nhắn tin cho em để đăng ký vào cái form đăng ký chương trình á. Thì sáng hôm đấy em dậy thì vợ em bảo là anh có đăng ký vào cái form chưa, bảo chưa, sao mỗi lần em nói đến cái đăng ký chương trình là anh không nói gì hết, bảo là em chưa hỏi ý kiến anh. Thế vợ em mới bảo là em hỏi anh rồi nhưng mà em mới nói là nhưng mà anh chưa đồng ý mà sao em lại quyết đi, thế là khóc thôi. Dạ. Đâu bây giờ ngoài cái chuyện này ra em kể một chuyện nữa đi là không đáng khóc mà vợ khóc đi. Ví dụ như lúc nãy ở ngay đằng sau này em chỉ bảo là tí anh lên kể tật xấu cho em của em nha. Chuẩn bị là có cái em thấy biểu hiện là chuẩn bị muốn khóc rồi thôi. Có vậy đó hả? Cho nên bây giờ kể chuyện xấu. Cho nên bây giờ rất là ngập ngừng không dám kể. Không dám kể. Rồi bây giờ là ngoài cái chuyện đó ra thì còn gì nữa không? Còn tật xấu. Rồi bây giờ hỏi thẳng luôn nè, có ghen không? Vợ em chắc nếu mà ghen thì chắc thuộc hàng top top sao A cộng. Vô địch. Coi như không ai giành cúp được luôn. Top trending luôn. Ví dụ như là hôm đấy là em đi thôi nôi con của bạn em thì sau tăng 1 thì đi tăng 2 là có vào karaoke. Thì có một số em tay vịn nên là vào mấy bạn kia chụp hình gửi lên một cái group. Thì em thì đề phòng trước em xóa rồi. Còn bạn kia không xóa thì vợ của bạn kia thấy rồi gửi cho vợ em. Vợ em thấy rồi ghen xong ghen ghê lắm. Đấy là cả hai bên gia đình nội ngoại là vào cuộc luôn. Trời ơi, mém vỡ luôn đúng không? Đó là trận mạnh nhất đúng không em? Chồng em thì chắc là say rồi, ngủ. Bé đó thì ngồi sát bên, anh khóa tay lên. Do bởi vì trong karaoke đèn mờ nữa, em mới tưởng là cái áo đó, em lấy áo ra em cắt hết, cắt tan tành hết. Xong chụp hình em gửi qua, ôi chết, hình như nhầm áo, cắt lộn áo. Dạ. Ghen quá mà. Rồi xong cái phải tìm tủ đồ tìm cái áo trúng cái áo đó nữa, cắt nữa, cắt tiếp gửi qua tiếp. Rồi bởi vì đi chơi với mấy anh bạn hội tennis mà em tính xuống lấy cái vợt tennis, em tính là bẻ chặt gãy luôn. Nhưng mà nghĩ lại thì sợ tiếc lại tiền. Mua lại tiếc tiền lắm. Rồi em còn có viết thư để lại. Rồi em lúc đấy là em có bé được hơn tuổi thì em mới chở hai mẹ con tắt hết điện thoại, hai mẹ không nói năng gì hết. Ảnh về nhà ảnh thấy như vậy thì ảnh mới gọi không được, rồi bắt đầu ảnh cũng nhờ mẹ. Có nghĩa là em tưởng như là em về thì ảnh sẽ biết sai rồi ảnh sẽ xin lỗi hay gì đó. Đằng này ảnh em lại gửi chuyện gia đình mình lo chưa xong mà em lại gửi hình đó cho bạn của anh nữa. Làm gia đình người ta cãi nhau. Đấy, lúc đó em mới tức ức quá, em mới gọi điện cho mẹ chồng em. Em nói em kể hết, mẹ nói không sao để đó.
nhà này là không có cái gen, cái nồi, cái kiểu cách như thế. Ừ, đúng cái rồi. Ngữ đó. Dạ. À, rồi quay hôm sau rồi bà nói tới rồi bắt đầu chồng em mới kêu là ngoài phải không? Bây giờ em còn ghen dữ vậy không? Bây giờ em còn cái máu đó nữa không? Dạ. Đồ dạ sinh xong một bé đầu thì em có ghen, nhưng mà sinh xong bé thứ hai là em hết rồi đúng không? Hết thời gian để ghen. Bây giờ bé thứ hai là được mấy tuổi rồi? Dạ ngày hôm nay là thôi nôi bé của em. Ồ vậy hả? Ồ, vậy hả? Ồ, chúc mừng nghe. Ồ vậy là bé kia được mấy tuổi ta? Dạ bé lớn được 3 tuổi rưỡi. Ồ chúc mừng. Ok rồi bây giờ tới anh đó. Gì? Tới em đó. Tới em đó. Nãy giờ ông kể nhiều quá. Không, bây giờ tới em đó. Dạ có, chồng em là ghiền điện thoại. Nhưng mà em thì mắc bé thì em cứ kêu là giữ con hoặc là chăm cho bé lớn cho nó học, cứ bấm điện thoại lướt, cứ lướt. Khi nào bố xem điện thoại là con chạy qua mét mẹ, kêu tắt điện thoại cho con ngủ. Ừ. Đó. Ghiền lố rồi đó, cái này ghiền lố. Tách biệt với những người xung quanh. Cái tật này nữa nè, có nghĩa là ảnh đi làm là từ sáng 8 giờ cho tới tối 6 giờ về. Thì em thì ở nhà quần quật với lại con cái rồi nhà cửa. Thì về chỉ muốn ăn cơm xong là vợ chồng nói chuyện với nhau. Ăn cơm xong cái là ra ngoài đường uống trà với lại cứ nói chuyện. Ông nào ông nấy cứ nói chuyện với nhau xong hết 9 giờ là bắt đầu vô nhà ngủ. Chà, như vậy là hết buổi tối. Là cả ngày em với chồng em không hề nói chuyện với nhau câu nào. Lên là bắt đầu cho con ngủ. Cái đó là không được. Cái đó là không được. Xa cách đó. Còn bây giờ mình nói chuyện bằng điện thoại mà tin nhắn cả ngày sáng tối tối về tranh thủ thời gian cho hàng xóm. Không, cái đó là không được. Có nịnh vợ không? Có nịnh vợ, có hay khen vợ không? Vợ không? Dạ. Họ muốn khóc luôn rồi kìa. Em không biết là có nịnh hay không, nhưng mà trước mặt mọi người thì ít khi mà khen vợ đó. Nói trái ngược lại thôi, nhưng mà sau lưng em thì luôn luôn vợ là nhất, vợ là ok, vợ là số 1. Nhưng mà trước mặt em là kiểu như không muốn để cho em được đằng chân lên đằng đầu, không có để cho em biết là em là như vậy rồi, em được lần ví dụ như vậy á. Cái đó là không phải là xấu mà là sai, em chỉ có được thôi. Tại vì cái phương pháp đó là phương pháp dạy con nít, nó đừng ý lại. Nhưng mà còn vợ là không phải vậy, vợ là phải xài cái chiêu tỷ lệ thuận cho chị. Khen là đi em sẽ được hết. À, rồi giờ nó giờ mong nè. Ừ, nói cái mong muốn thay đổi đi ha. Đó, rồi xong rồi là đổi. Chia sẻ tâm sự xíu. Em muốn chồng là quan tâm nhiều hơn. Về nhà đi làm về nói chuyện với vợ nhiều hơn. Ừ. Đúng. Kiểu như là 3 năm em ở nhà em cũng có stress lắm. Em cũng muốn ngoài những nhắn tin như Zalo quá bình thường rồi. Em thích là những câu nói quan tâm, những câu nói thật lòng. Anh nghĩ gì anh nói đó, chứ đừng là anh nghĩ thế này mà anh nói khác. Vậy thôi đúng không? Dạ. Còn em sao nè? Là vợ em chỉ bớt được cái tính dễ khóc vậy thôi. Chứ còn đấy là cũng là một cái bộc lộ cảm xúc dễ thương của vợ. Thì em cũng không có gì để nhắn nhủ với vợ. Dạ. Đó, bây giờ chị mới nói nè. Tại sao nãy chị hỏi em á, là hai câu chuyện, là cái chuyện không đáng khóc mà là khóc, là để chị hỏi xem để chị muốn xem cái mức độ cái cảm xúc của vợ em á là nó ở cái mức độ nào. Dạ vâng. Thì thực sự á, có những điều tức là đàn ông á kiểu như là hay làm những cái chuyện lớn, làm những cái chuyện mà khái quát mà bỏ qua những cái chi tiết nhỏ. Thì là vợ của em á 3 năm ở nhà thì chỉ có trông con thôi mà không có bước ra ngoài xã hội, không có cọ sát với xã hội trong công việc. Đó. Thì cho nên em là tất cả đó. Em là vừa mang tiền về, vừa mang cái niềm vui, vừa mang cái sự ấm áp về đó. Mỗi khi em xuất hiện ở trong nhà thì có những điều em nghĩ rằng nó không đáng khóc, nhưng mà thực sự nó là đáng khóc. Chị nói ví dụ cái chuyện mà tham gia vợ chồng son. Chị hiểu rằng mong muốn của vợ em là muốn tham gia cái chương trình này để có thể nói được những điều bạn ấy không thể nói được khi mà chỉ có 2 đứa. Tại vì thực ra cái thời gian mà dành cho nhau ít quá. Yeah. Thành ra là bạn ấy muốn tham gia cái chương trình này để bạn ấy nói tất cả những cái suy nghĩ từ trong đáy lòng của bạn cho em hiểu. Em hiểu ngay bây giờ và có thể sau này một lúc nào đó mình tua lại, mình coi lại cái số này, hai vợ chồng còn cùng coi á, để em hiểu được là cô ấy muốn gì, cô ấy nghĩ gì. Tức là đối với cô ấy đây là một cái sự kiện, là một cái điều mà cô ấy rất là thắc thỏm và mong muốn, nhưng mà em thì lại vô tâm. Em bỏ qua cái việc đó. Tức là em không sống với, em không cảm nhận được cái cảm xúc của vợ mình. Thì cô ấy khóc. Em hiểu không? Và đó là cái khóc đúng, chứ không phải là cái chuyện, không phải là chuyện không có gì mà khóc. Cái đó, điều đó là khóc rất đúng. Bây giờ vậy đi. Em đứng lên nói vợ em một câu thật lòng. Đúng. Để vợ em nói đó. Vợ em nói là anh cứ nói với em đi. Cảm ơn em. Thời gian qua đã
bỏ thời gian để chăm sóc các con và anh và chăm lo gia đình. Anh hứa sẽ cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho các con và em. Không cái đi, tiếc gì, hung nè. Thế rồi.